Chị em sâu sinh thủy thủy. Cũng giống giống phết nhỉ. Chị em nhà người ta thì chẳng giống nhau, buồn cười. Hello, hello cả nhà. Hình như chị để mẹ hơi nghiêng đúng không? Tay chim chưa? Đang lai. Đang lai rồi. Cả nhà đâu hết rồi? Hello, chào một người đang xem nha. Chào một người đang xem. Và nhận quà mọi người ơi, và nhận quà. Chào bạn Thế Nguyễn nha. Mọi người ơi, mọi người nhanh tay vào đây để nhận được quà. Nhận quà nào, vào săn quà nào mọi người ơi. Sáng ngày hôm nay mình đóng quà cho mọi người rồi nha. Tất cả những bạn nào. Chào chị Lan Linh nha, chào chị Hế Nguyễn này. Những bạn nào trong buổi tối ngày hôm qua đã trúng thưởng, mình đã gói quà và đã gửi quà rồi nha mọi người nha. Chào chị Diễm Kiều ạ. Hoa là cái bút lông. Chào bạn Nguyễn Phúc nha. Chị là cái bút lông đó. Bút lông á, đây bút lông đây. Mọi người nhanh tay vào đây để chia sẻ bài để nhận được quà mọi người nha. Hello, hello chị Nguyễn Nhung ạ. À. Hello chị Si Kim Jun. Hello chị Hương vợ nhá, Hương Võ ạ. À. Mở nhạc bóc bóc lên cho nó hay nào. Chào bạn Mai Mũ nha. Mọi người ơi, chỉ cần chia sẻ bài là có quà nha. Chỉ cần chia sẻ bài là có quà nhá. Hôm nay không cần chơi mini game gì đâu các chị ạ. Chỉ cần chia sẻ là có quà. Chào Lương Hà nha. Lương Hà ơi, mình gói quà cho bạn rồi nha. Mình đã gói quà hello cho bạn. Chị ạ, chào chị Nguyễn Giang nhá. Chào chị Nguyễn Giang ạ. Chị Nguyễn Giang ơi, em gửi quà chị rồi nha. Gửi quà chị Nguyễn Giang rồi nhá. Em tên thật là Kim Jun Se. Bạn là Hàn Quốc à? Bạn Kim Jun Se ơi, bạn là Hàn Quốc à? Hôm nay Kim Jun Se cố gắng may mắn để nhận được hello quà nha. Hello, chị Chu em thấy chị ạ. Hôm qua có rất nhiều bạn đã nhận được quà rồi nhá. Đã gửi quà cho các bạn rồi nha. Mở nhỏ nhạc. Hôm nay có rất nhiều phần quà dành cho mọi người. Ok, cảm ơn chị Nguyễn Giang nha. Hello chị Nguyễn Giang ạ. Lát nữa rồi. Mọi người ơi, mọi người xem có bị tối không ạ? Đúng rồi. Hà ơi, tại vì bên nhà chị đang mưa ấy nên là mạng nó bị yếu. Đang mưa nên mạng rất là yếu. Bên chỗ mọi người có mưa không ạ? Bên mình mưa rất là to này nên mạng hơi bị yếu nhá. Xin chào chị Xin Nhung Mam Mam đã chia sẻ. Ok nhá. Cảm ơn chị Võ Hương này. Hương Võ này. Lương Hà ơi, nhận được quà thì phản hồi cho chị nhá. Feedback cho chị nhá Hà nhá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nói cái luật để nhận được quà nha mọi người. Bước 1 là chia sẻ lên trang cá nhân 3 lần và 3 lần lên hội nhóm này. Bước 2 là nhấn theo dõi Facebook Thủy Nguyễn. Bước 3 là chụp ảnh cuối like là sẽ có quà mọi người nhá. Mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ. Những bạn nào đã chia sẻ rồi mọi người comment lại nhá. Mọi người comment lại là đã chia sẻ thì mình tặng quà nhá. Rất nhiều phần quà nhá. Quà sẽ là những bộ quần áo mọi người nhá. Quà sẽ là những bộ quần áo ạ. Ok, bạn Lương Hà này, tặng bạn Lương Hà một bộ này. Ok, chị Nguyễn Giang, ok chị Nguyễn Giang nhá. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ đi ạ. Càng chia sẻ nhiều thì càng được nhiều quà nhá. Mọi người chia sẻ ok, đi ok, ạ. Ok, quà cho chị đi. Vâng, em sẽ feedback. Ok, cảm ơn em Lương Hà nhá. Nguyễn Giang có quà nhá. Xe Dung Kim có quà nhá. Mọi người chia sẻ bao nhiêu lần thì mọi người comment luôn nhá. Đã chia sẻ 10 lần thì mọi người comment là chia sẻ 10 lần cho em nhá. Mọi người nhớ này, chia sẻ lên trang cá nhân 3 lần và chia sẻ lên hội nhóm 3 lần. 3 lần và ấn theo dõi nick Facebook của mình nhá. Rồi. Ôi, ai nhóm. Xe Jun Kim này. Cảm ơn chị xe Jun Kim. Xe Kim Jun nhá. Kim Jun ơi, bạn ở Hàn Quốc à hay là bạn là người Việt Nam? Tặng Việt Nam. Kim Jun nhá. Có khi là người Hàn Quốc về đây ở. Hằng Nguyễn cho quà nhá. Hằng Nguyễn này. Lương Hà em Hàng chia sẻ bao nhiêu lần rồi nha, Hằng Nguyễn có quà này. Lương Hà ơi, em chia sẻ bao nhiêu lần rồi thì mọi người comment là chia sẻ, một người nói thôi chị. Lương Hà em chia sẻ bao nhiêu lần rồi thì em comment ở dưới nhá. Đã chia sẻ 6 lần thì ghi là đã chia sẻ 6 nhá. Hằng Nguyễn này. Hằng Nguyễn có quà nhá. Đó, bạn nào chưa được đọc tên thì mọi người comment lại để mình ghi nào. Nguyễn Giang có quà nhá. Nguyễn Giang có quà này. Phòng chị nhắn đi. Chỉ cần chia sẻ là có quà nhá, hôm nay nhá mọi người nhá. Có quà này. Chỉ cần chia sẻ là có quà. Nguyễn Giang có quà này. Đó, bạn nào chia sẻ rồi mọi người comment là đã chia sẻ là nhận được quà nhá. Ngày nào cũng chia sẻ. Cảm ơn chị Mỹ Lệ Trần nha. Mọi người comment số lần chia sẻ nhá quý vị. Mọi người comment chia sẻ 3 lần thì mọi người comment đã chia sẻ 3 lần nhá. Lương Hà, cảm ơn bạn Lương Hà nha. Hoàng Hương nhạc to lên. Chào bạn Suzy Thảo nha.
Ok, chị Nguyễn Lan có quà rồi nhá. Ok, cảm ơn bạn Su Di Thảo này. Bạn Su Di Thảo ơi, các bạn comment bao nhiêu là mọi người comment, hãy comment là đã chia sẻ kèm theo số lần nhá. Rồi, Su Di Thảo này, Su Di Thảo có quà nhá. Mình sẽ tặng quà trong vòng 15 phút mọi người nhá. Su Di Thảo có quà đây nhá. Hello, chị Ninh Bùi nhá. Em là người Hàn Quốc về Việt Nam chơi, đấy chưa? Bạn nói tiếng Việt rõ nhỉ? Gần cúc mà nói tiếng Việt rõ ấy. Su Di Thảo rồi, Thảo có quà nhá. Có bạn nào thích quần sò không ạ? À? Quần sò nhá. Em được chưa? Lương Hà được quà rồi, được nhá, rồi em nhá. Được rồi, em ơi. Mình sẽ tặng quà trong vòng 15 phút đầu live mọi người nhá. Bây giờ đang là 9 giờ thì 9 giờ 9 giờ 15 mình sẽ kết thúc tặng quà mọi người nhá. Mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ. Mọi người ơi, mọi người chỉ cần chia sẻ là có quà nhá. Không cần chơi mini game, chỉ cần chia sẻ là có quà. Nên mọi người chia sẻ mạnh tay lên đi ạ. Chỉ cần chia sẻ là có quà nhá. Hello chị Hoài Dung ạ. Có của em chưa? Có Lương rồi Hà, nhá. Có rồi nhá. Hello, xin chào chị Ninh Mùi. Chị Ninh Mùi ơi, chia sẻ để nhận quà nào. Hello chị Su Di Thảo nhá. Mọi người ơi, không cần chơi mini game gì hết đâu ạ. Không cần chơi mini game, chỉ cần chia sẻ là có quà nhá. Mọi người chia sẻ lên 200 người xem đi ạ. Lên 200 người xem đi ạ. Rồi, chị Hoài Dung có quà này. Hoài Dũng. Hoài Dũng có quà nhá. Chị Hoài Dũng có quà này. Hoài Dũng có quà nhá. Những bạn nào đã có quà mọi người lưu ý làm đủ 3 bước mọi người nhá. Làm đủ 3 bước một có quà mọi người nhá. Em sẽ kiểm tra luôn nhá các chị nhá. Em sẽ kiểm tra luôn này. Nếu mà chị nào mà không chia sẻ thì em sẽ gạch phần quà của chị đi luôn nhá. Chỉ cần chia sẻ là có quà nên mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ. Tăng hết đồng bọn vào. Tăng hết đồng bọn vào đây để nhận quà đi ạ. Mọi người chia sẻ mạnh tay đi ạ. Hello, xin chào anh Hiệp Ly. Rồi, chị Trần Ngọc Quyên có quà nhá. Chị Trần Ngọc Quyên có quà này. Trần Ngọc Quyên có quà. Ninh Bùi có quà nhá. Trần Ngọc Quyên. Trần Ngọc Quyên có quà nhá. Ninh Bùi có quà này. Ninh Bùi. Chỉ cần chia sẻ là có quà mọi người nha. Ninh Bùi có quà nhá chị nhá. Ninh Bùi có quà này. Rồi, chị Trần Ngọc Quyên có quà rồi nhá chị nhá. Chị Trần Ngọc Quyên đã có quà rồi. Mọi người ơi, chỉ cần chia sẻ là có quà này. Không mất gì cả, mọi người chỉ mất 5 giây ấn nút chia sẻ là có quà rồi. Chỉ cần mất 5 giây ấn nút chia sẻ là có quà rồi mọi người ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ. Không mất gì cả nhá. Không cần chơi mini game, không cần gì cả. Có cần chụp có nhá. Nhớ ở lại đến cuối live để nhận quà nhá. Nhớ ở lại đến cuối live để nhận quà nhá ra nhá. Mọi người ơi, không mất gì cả, chỉ cần chia sẻ là có quà. Mọi người nhanh tay chia sẻ để mọi người vào đây nhận quà đi ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ để vào đây nhận quà đi mọi người ơi. Huyền Vũ, em chào chị Huyền Vũ ạ. Hai dòng mua mà Hàn với Việt. Chị nói được 2 tiếng luôn đúng không ạ? Hello Phương Lê ạ. Phương Lê ơi, chỉ cần chia sẻ là có quà mọi người nhá. Mọi người chia sẻ lên 200 người xem đi ạ. Mọi người chia sẻ 200 người xem đi ạ. Mọi người chia sẻ lên đi ạ. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ lên để mọi người vào đây nhận quà này. Bên nhà em hôm nay nhá, không cần chơi mini game gì đâu. Các chị ơi, chỉ cần chia sẻ là có quà. Mất 5 giây ấn nút chia sẻ thôi là các chị đã nhận quà rồi này. Đã nhận được những bộ quần áo lanh rất hái rất là đẹp này các chị này. Các chị này. Rất là đẹp này, mọi người chia sẻ đi ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ. Rồi, Su Di Thảo chị đã có quà cho em rồi nhá. Có rồi nhá. Chị đã có quà cho em và em nhớ ở lại đến cuối live để chụp ảnh màn hình để nhận quà nhá. Chỉ cần ở đến cuối live này, chụp ảnh màn hình là ngày mai sẽ có quà luôn nhé các chị em nhá. Các chị em chỉ cần ở lại đến cuối live này, chụp ảnh màn hình ngày mai sẽ có quà luôn nhá. Chỉ cần chia sẻ là có quà này. Chỉ cần chia sẻ là có quà nhá mọi người nhá. Mọi người vào sau, mọi người chỉ cần chia sẻ là có quà này, không cần chơi mini game gì đâu ạ. Nếu mà mọi người thích chơi mini game thì em sẽ chiều mọi người chơi mini game nhá. Mọi người ơi, chỉ cần chia sẻ là có quà nên mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ. Chỉ cần chia sẻ là có quà nhá. Được. Mọi người chia sẻ rồi mọi người lại quay lại comment ở phía dưới này đã chia sẻ để mình tặng quà nha. Đã chào chia sẻ chị Nguyễn Lan này nhá. Chị Lan ơi, chia sẻ bài giúp em để nhận quà đi ạ. Chỉ cần chia sẻ là có quà nha mọi người ơi. Chị Lan ơi, em gửi hàng và gửi quà chị rồi nhá. Em gửi hàng gửi quà chị rồi ạ. Chắc là khoảng thứ tư hoặc thứ năm là chị nhận được thôi chị ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài đi ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ lên 200 người xem đi ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ lên 200 người xem để vào đây nhận quà đi ạ.
chỉ cần chia sẻ là có quà này. Hello, hello chị Hồng Tuyết. Chị Hồng Tuyết đã chia sẻ chưa này, em tặng chị Hồng Tuyết quà nè. Chị Hồng Tuyết ơi, quà của chị em đã gửi tặng của chị nhá. Chắc là thứ tư là nhận được chị ạ. Hôm qua rất nhiều chị đã nhận được quà. Có chị nào nhận quà được quà chưa okay, ạ? Ok, Hồng Tuyết có quà này, chị Hồng Tuyết có quà nhá. Rồi, chị Hồng Tuyết có quà này. Chỉ cần chia sẻ bài là có quà mọi người ơi. Mọi người chỉ cần làm đủ 3 bước là có quà mọi người nhá. Hoài Dũng, ok, ôi, cảm ơn Hoài Dũng ạ. Mọi người ơi, ở đây không biết có ai đã nhận được quà bên nhà em chưa nhở? Có ai nhận được quà rồi thì cho em xin phản hồi đi nào. Ok, chị Hoài Dũng, em đã có quà cho chị Hoài Dũng nhá. Và mọi người nhớ ở lại đến cuối live để chụp màn hình để ngày mai nhận quà nhé mọi người nhá. Để ngày mai có quà nhé mọi người nhá. Đơn giản, chị chia sẻ là có quà. Chị Nguyễn Giang ơi, chắc là do bưu điện đấy ạ. Để mai em liên lạc lại với bưu điện chị nhá. Chị Nguyễn Giang ơi, quà của chị là mới nhận được ngày hôm qua thì em hôm nay em bắt đầu gửi chị nhá. Hôm nay bắt đầu gửi tầm thứ tư và thứ năm nhận được chị nhá. Đã chia sẻ ok. Ok, Nguyễn Lan tặng chị Nguyễn Lan một món quà này. Em nghi Nguyễn Lan chưa? Nguyễn Lan rồi, chị Nguyễn Lan nhá. Hoài Dũng ơi, mình vừa gửi cho quà cho bạn buổi sáng nay rồi nhá. Sáng nay mình đã gửi quà cho các bạn rồi nhỉ. Hôm nay mình gửi cho bạn Hoài Dũng rồi này. Tuyết Lê, Hồng Tuyết chị này. Chị Nguyễn Lan có quà này, chị Nguyễn Lan có quà nhá. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên đi ạ. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên, chỉ cần chia sẻ là có quà nhá. Chỉ cần chia sẻ là có quà. Chỉ cần chia sẻ là có quà mọi người nhá. Mọi người nhanh lên chia sẻ bài đi ạ. Gọi đồng bạn, gọi hàng xóm vào chơi để nhận quà nè mọi người ơi. Chỉ cần chia sẻ là có quà, chỉ cần chia sẻ là có quà mọi người ơi, chỉ cần chia sẻ là có quà. Chỉ cần mất ấn 5 giây này. Ấn 5 giây và nút chia sẻ là mọi người có quà rồi này. Chỉ cần em đến cuối live, chỉ cần em chụp ảnh ở cuối live là em sẽ có quà nhá Hà nhá. Chỉ cần chụp ảnh ở cuối live là có quà. Rồi, chị Nguyễn Thị Huệ có quà nhá. Ok, Nguyễn... cảm ơn chị Nguyễn Thị Huệ này. Nguyễn Thị Huệ. Đây ạ, chị Nguyễn Thị Huệ có quà nhá. Chị Nguyễn Thị Huệ có quà nhá. Chào chị Hoa Vương nha. Mọi người ơi, mọi người chỉ cần chia sẻ là có quà mọi người nhá. Mọi người cùng gọi đồng bọn vào để nhận được quà nè mọi người ơi. Chị Hoa Vương ơi, chỉ cần chia sẻ bài là có quà chị nhá. Chia sẻ bài giúp em đi ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài rồi comment phía dưới là đã chia sẻ để nhận được quà mọi người nhá. Rất đơn giản, để nhận được quà rất là đơn giản mọi người. Mọi người chỉ cần chia sẻ bài là sẽ có quà mọi người nhá. Quá đơn giản luôn. Chỉ cần chia sẻ bài là có quà này mọi người này. Chỉ cần chia sẻ, chỉ cần ấn nút chia sẻ là có quà. Không cần chơi mini game gì đâu các chị ạ. Chỉ cần ấn nút chia sẻ là có quà nhá. Mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ. Nhanh tay chia sẻ bài giúp mình với ạ. Xong rồi comment phía dưới đã chia sẻ để mình tặng quà mọi người nhá. Quà chị nữa. Ok chị Mỹ Lệ Trần này. Chị Lệ Trần ơi, chị chia sẻ bài giúp em chưa ạ? Những ai đã comment rồi mọi người cho mình xin một chấm đi ạ. Để cho mình tương tác đi ạ. Chị Bích Thuần chia sẻ để nhận quà đi. Đúng rồi, chị cần chia sẻ là được nhận quà nha mọi người nhá. Chị Ninh Mùi có quà rồi này, tăng hết đồng bọn vào đây để nhận quà đi mọi người. Tăng hết đồng bọn vào đây để nhận quà đi ạ. Rất là đơn giản luôn, bên nhà em này hôm nay không cần chơi mini game gì đâu hết đâu các chị ạ. Chỉ cần các chị chia sẻ là có quà các chị nhá. Chỉ cần chia sẻ là có quà này. Ok Hoa Mương này. Chia sẻ nhiều nhóm rồi, ok chị Hồng Tuyết có quà rồi nhé. Em đã ghi một chị phần Hoa Mương có quà nhá. Chị Hoa Mương có quà nhá. Yes, rồi em cảm ơn chị Kim Jun nhá. Em cảm ơn chị Kim Jun ạ. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ lên 200 người xem đi ạ. Mọi người chia sẻ 200 người xem. Rồi ok, chị Thiệp Độ có quà nhá. Chị Thiệp Độ có quà này. Thiệp Độ có Thiệp quà đó. Này. Đấy, quá là đơn giản luôn mọi người nha. Mọi người chỉ cần chia sẻ Thiệp bài là có quà nhá mọi người nhá. Không cần chơi game gì cả, không cần chơi game gì cả. Chỉ cần chia sẻ là có quà luôn mọi người nhá. Rồi, đã chia sẻ, cứ đã chia sẻ là có quà nhá. Đã chia sẻ là có quà. Mọi người nhanh tay chia sẻ rồi comment phía dưới đã chia sẻ để mình nhận tặng quà mọi người nhá. Quá đơn giản luôn này. Rất nhiều phần quà dành cho mọi người ơi. Ok, cảm ơn Thiệp Đỗ nhá. Mình Thiệp Đỗ có quà rồi mọi người nhá. Chị còn thấy tối không? Mọi người thấy tối không ạ? Mọi người ơi, nhanh tay chia sẻ đi, gửi quà cho chị chưa vậy? Gửi rồi chị ơi. Chị Giang ơi, mình em gửi rồi nhá. Sáng nay em gửi chị rồi nhá. Sáng nay em gửi rồi ạ. Chắc là tầm thứ tư hoặc thứ năm là nhận được thôi vâng, chị nhá. Vâng, mai cháu mang cho. À, cháu đang mặc đẹp lắm rồi này. Đứng lên cho cô xem giá luôn nhá. Đây này. Có hai màu cô nhá. Có hai màu. Đẹp chưa? Cảm ơn bạn Kim Jun nhá. Có hai màu cô nhá.
màu nâu này và màu đỏ này. Ok, cảm ơn bạn Bích Chu này, Bích Chu có quà nhá, Bích Chu có quà này. Mọi người chỉ cần nhanh tay chia sẻ bài là có quà mọi người nhá. Quà gì vậy? Là những bộ quần áo chị nhá. Là những bộ quần áo này chị nhá. 4 phút nữa mình sẽ kết thúc. Bộ Lanh Hải này chị này, hai chị xinh gái. Em cảm ơn chị Phong Như ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ để nhận quà đi ạ. Chỉ còn 4 phút nữa được nhận quà thôi, mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ. Còn 4 phút nữa là nhận quà nhá, mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ lên 200 người xem đi ạ. Cứ lên rồi lại thụt xuống buồn quá thôi. Yến Nhi Mai, chị Yến Nhi Mai đã có chia sẻ chưa để em tặng chị một món quà nhá. Chỉ cần chia sẻ là có quà mọi người nhá. Rất là đơn giản, có rất nhiều phần quà dành cho mọi người này. Mọi người chỉ cần chia sẻ một nút chia sẻ thôi là sẽ có quà mọi người nhá. Và mọi người lưu ý nhá. Rồi, Yến Minh ai có những quà nhá. Những chị nào có quà rồi thì mọi người nhớ làm đủ 3 bước nhá. Bước 1 là chia sẻ này, bước 2 là nhấn theo dõi phần chúc tuyển này. Bước 3 đó là chụp ảnh cuối đây là có quà mọi người nhá. Hôm qua, chị ơi hôm nay là tặng áo nhá chị nhá. Phạm Tư có quà nhá. Chị Giang hôm nay là tặng áo nhá. Nguyễn Quế có quà này. Chị Nguyễn Quế này. Nguyễn Quế có quà này. Phạm Tươi có quà này. Chỉ cần chia sẻ là có quà này mọi người ơi. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài đi ạ. Nhanh tay chia sẻ bài để nhận được quà nha. Áo đẹp thế để cả lấy cái nào hả Vân? Lấy màu nào? Đây này, đứng lên cho xem dáng áo nhé Vân nha. Cảm ơn bạn Nhi Mai nha. Vân ơi, áo chỉ cần này. Chia sẻ bài là có quà mọi người nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài đi ạ. Thành Vân ơi, lấy áo nào ở Thành Vân? Đây nha, áo rất là đẹp luôn này. Mic với quần bò cũng rất là đẹp. Mic với chân này cũng rất là đẹp. Đây, áo phao. Có áo phao nhá. Chị Nguyễn Giang ơi, quà của chị hôm qua là bộ kem chị nhá. Hôm nay là những bộ quần áo nhá chị nhá. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài đi ạ. Chỉ cần chia sẻ bài là có quà mọi người nhá. Chỉ cần chia sẻ thôi là sẽ có quà thôi. Rất là đơn giản mọi người nhá. Rất nhiều phần quà đang chờ mọi người đấy ạ. Chỉ còn 2 phút nữa thôi nha mọi người nhá. Mình sẽ tặng quà trong 2 phút nữa thôi ạ. Cái gì cơ? Bán vậy không lộ à? Nghĩa là sao hả chị? Không lỗ à? À bán vậy không lỗ à? Chị ơi đây là tặng mọi người này, tặng mọi người để quà mọi người chi ăn, tặng mọi người, tặng chi ăn mọi người để cho mọi người biết đến sản phẩm, biết về đến chất lượng của nhà em nha mọi người nhá. Đa số là em muốn gửi gắm đến các chị là cho các chị để trải nghiệm sản phẩm bên nhà em này, để cho mọi người biết chất lượng áo của bên nhà em bán nhá các chị nhá. Chị tóc dày đẹp, tóc ngắn dễ thương. Cảm ơn Kim Jun nha. Thank you chị Kim Jun nhá. Chị Kim Jun xinh gái. Đúng rồi, Jun đúng rồi nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài đi ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ lên 200 lượt xem đi ạ. Lên 200 lượt xem đi ạ. Chỉ cần chia sẻ là có quà này. Chỉ cần chia sẻ là có quà nha mọi người nhá. Chỉ cần chia sẻ là có quà. Chị ơi cho em xem, chị cho em xem mấy bộ quần áo nữa. Chỉ cần chia sẻ bài là có quà này. Quà này đẹp chưa mọi người ơi. Hoa nhí này quá đẹp luôn. Hoa to cũng có mọi người nhá. Đây ạ, hoa to. Hoa to, hoa nhỏ, hoa gì cũng có luôn. Để cho em bộ này. Chỉ cần chia sẻ bài là có quà mọi người nhá. Váy này, váy đen này. Chỉ cần chia sẻ bài là có quà mọi người ơi. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài đi ạ. Nhanh tay chia sẻ bài để nhận được quà này mọi người ơi. Đúng rồi chị Nguyễn Giang ơi, hôm qua em đã gửi quà à. Sáng hôm nay em đã gửi cho chị một bộ kem rồi chị nhá. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp mình để nhận được quà nào mọi người. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài để nhận được quà nào mọi người ơi. Chỉ cần chia sẻ là bài là có quà mọi người nhá. Bộ này đẹp thật đấy. Bộ này đẹp nhỉ. Ừ. Em thấy em chỉ cần chia sẻ bài là có quà mọi người ơi. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp em đi ạ. Nhanh tay chia sẻ bài giúp em để em tặng quà nha. Cho chị coi đi. Coi gì hả chị Kim Jun ơi. Ok Hoài Dung cảm ơn. Vũ Văn Kiệt có quà nhá. Vũ Văn Kiệt có quà nha. Vũ Văn Kiệt có quà này. Vũ Văn Kiệt có quà nhá. Ok chị Nguyễn Giang nhé. Mọi người ơi, mọi người hàng tổ thứ xem em xem like của em là có quà nhá. Ok cảm ơn bạn Nhi Mai nha. Ok bây giờ 9:10, bây giờ mình sẽ kết thúc nhá. Bây giờ mình sẽ bán hàng nhá. Hello chị Nguyễn Ngô, nay tặng quà không hả chị? Quà gì đấy thì ơi, quần áo. Đúng rồi chị Phạm Tươi, những quần áo nhá. Đây ạ, quà đây ạ. Rồi ok, bây giờ em bắt đầu bán hàng nhé. Mọi người lưu ý những bạn nào là có quà rồi mọi người nhớ là không cắt like nhá. Cắt like là mất quà mọi người nhá. Nên mọi người cố gắng ở lặng lại live stream để nhận được quà nhé mọi người nhá. Rồi đó, cái gì ạ? Chị Kim Jun, bộ Lanh hả chị Kim Jun? Bộ Lanh ạ. Em tặng chị một bộ Kim Jun rồi nhá. Tặng Kim Jun rồi chị Kim Jun nhá. Mọi người cứ chia sẻ, em vẫn tặng quà nha mọi người nhá. Mọi người mới vào xem này cứ chia sẻ rồi em vẫn tặng quà nhá các chị nhá. Các chị vẫn cứ tiếp tục chia sẻ bài, em vẫn tiếp tục tặng quà các chị nhá. Bây giờ em sẽ qua mã 01 mọi người nhá. Mã 01 là sẽ có hai màu này.
Đây mã của mọi người nhá. Mã có một có hai màu nhé. Em phải test bộ em. Đồng giá 69.000 mọi người nhá. Hôm nay bảo chúc mọi người tất cả. Đây ạ. Đây là mã 01 mọi người nhá. Ok. Đây á, hiện tại em đang mặc áo mã áo 01 này các chị này. Hiện tại em đang mặc mã áo 01 này. Mã áo 01 có giá là 59.000 các chị thấy đẹp không ạ? Đây là mã 01 nha các chị nhá. Mã 01 có giá là 59.000 một áo thôi. À 69.000, em xin lỗi ạ, 69.000 nhá. 01 có giá là 69.000 một áo nha các chị nhá. Các chị có nhìn thấy không ạ? Em mix hiện tại là em đang mix một với chiếc chân váy này các chị này. Hiện tại em đang mix một với một chiếc chân váy rất là đẹp nhá. Cái này khi đi làm này các chị có thể mix với quần bò cũng rất là đẹp nhá mọi người nhá. Khi đi làm các chị mặc mix với quần bò rất là đẹp chị Kim chưa? Hiện tại mã áo em đang mặc là mã 01 có giá là 69.000 một áo nha các chị nhá. 69.000 một áo có hai màu, màu nâu và màu hồng nhá mọi người nhá. Mã 01 69.000 một áo thôi các chị này, rất là đẹp này. Hiện tại em đang mix với chân váy này. Đồ các chị mua ở đâu có giá 69.000 đấy ạ. Bên ngoài thị trường đang bán áo giá này có giá là 150 nhá các chị nhá. Bên ngoài thị trường đang bán giá là 150 đấy các chị ạ. Một cái áo pha màu rất là đẹp này, mặc lên rất là sáng da nhá, rất là đẹp luôn. Chị thay một mẫu khác luôn đi. Mã 01 đấy các chị ơi, mã 01 hiện tại em đang mặc có giá là 69.000 một áo thôi. Có hai màu đấy ạ. Mã 01 69.000 một áo có hai màu nhá. Chị nào lấy thì comment là 01 để lại số điện thoại ạ. Cho em xem màu hồng đi chị Thủy. Cho em xem màu hồng đi. Đây ạ, có hai màu nha các chị nhá. Em sẽ cho các chị xem màu hồng nữa này. 69.000 một xinh quá. Em cảm ơn chị Nguyễn Giang nhá. Mọi người ơi, ai mới vào xem thì mọi người cứ chia sẻ nhá. Mọi người cứ chia sẻ để nhận quà nhá. Ai mới vào xem thì mọi người cứ chia sẻ nhận quà nhá. Xinh quá em ơi. Em cảm ơn chị Nguyễn Quế ạ. Mặc một chiếc áo 69.000 mà ai cũng khen rất là ai cũng khen xinh. Đây nhá. Đây ạ. 69.000 một áo thôi, chị nào lấy áo 01 thì comment là 01 đi. Cái này các chị kết hợp với chân váy xòe này, hoặc là các chị kết hợp với quần jean để các chị đi làm ấy cũng rất là đẹp luôn nhá. Bây giờ mùa đông ấy, trời se se lại rồi thì các chị có thể khoác cái áo cardigan ở bên ngoài cũng rất là đẹp nhá. Đây ạ. Hai chị xinh quá, em cảm ơn chị Hoài Dũng ạ. Em cảm ơn chị Hoài Dũng nhá. Đây ạ. Mã 01 hiện tại nhà em có hai màu nhá. Hiện tại em đang mặc màu kẻ đen nâu đi. Kẻ đen nâu và kẻ hồng này các chị này có nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn. 69.000 một áo thôi các chị ạ. 69.000 một áo nha các chị nhá. Đây ạ, dáng ra sau cũng rất là đẹp này các chị này. Mặc lên cực kỳ là sáng da luôn nhá. Ai cũng đẹp hết. Em cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hiện tại em đang mặc mã 01. Chị nào lấy mã 01 thì comment là 01 nhá. Các chị có nhìn thấy không ạ? Mix về một chiếc chân váy cũng rất là đẹp. Các chị mix với quần bò này, mặc mix với quần jean hoặc mix với chân váy xòe cũng rất là đẹp nhá. 01 69.000, quan trọng là nó rẻ và đẹp các chị nhá. Rẻ nhưng mà phải đi đôi với đẹp chứ không phải là rẻ nhé em. Nhà em bán hàng rẻ mà chất lượng kém đâu ạ. Đây nhá, các chị có thể nhìn chất thấy chất vải nhá. Không hề bị xù, không hề bị xù gì đâu nhá. Mã 01 này, chị nào lấy mã 01 thì comment là 01 đi ạ. 69.000 một áo thôi, em đố các chị mua ở đâu cái giá là 69.000 đấy ạ. Rất là đẹp và rất là rẻ luôn. Chỉ có bên nhà Thủy Nguyễn mới có giá 69.000 thôi các chị nhá. Chị nào lấy 01 thì comment là 01 đi ạ. 01 rất là đẹp này. Cho chị một cái áo 01 màu kẻ hồng nhá. Chị Phạm Tươi ơi, chị lấy 01 màu kẻ hồng thì chị để lại số điện thoại nhá. Các chị lưu ý này, các chị mua hàng thì các chị comment mã số và để lại số điện thoại thì nhà em sẽ chốt hàng cho các chị nhá. Ví dụ 01 kèm số điện thoại, các chị comment lên nhá thì các chị sẽ chốt được hàng, thì nhà em sẽ chốt được hàng cho chị nhá. Trời ơi, lần trước mà ngủ quên mất. Lần trước ngủ quên mất thì lần này hóng nhá chị Nguyễn Giang nhá. Lần này nhớ lại để hóng này chị Nguyễn Giang này. Đây ạ. 01 nhá, 69.000 một áo thôi các chị ạ. Các chị không mua là các chị tiếc cả đời luôn đấy, các chị tiếc luôn đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Đây nhá, sẽ đứng gần cho các chị xem chất vải này. Sẽ đứng gần cho các chị xem chất vải này, rất là đẹp luôn. Đây ạ. Đây nhá. 69.000. Thời tiết như thế này buổi ngày các chị có thể vẫn có thể mặc cái chiếc áo cộc như thế này nhá. Mặc một chiếc áo cộc đen này là rất là phù hợp với thời tiết như thế này, với thời tiết ở Hà Nội như thế này nhá. Buổi ngày các chị đi làm, các chị đi ngoài đường này, các chị có thể khoác một cái chiếc áo cardigan bên ngoài, nhưng mà khi đến công ty thì các chị có thể khi ở trong phòng thì các chị có thể cởi ra mặc một chiếc áo như thế là vừa nhá. Em đã nhận được hàng rồi, cảm ơn chị Thành Vân nhá. Đấy là lời phản hồi thực tế nhất đúng không ạ? Cảm ơn chị Thành Vân nhá. Hiện tại là em đang mặc mã 01 này, chị nào lấy 01 thì comment là 01 đi ạ.
69.000 một áo thôi, quá rẻ và quá đẹp luôn các chị nhá. 69.000 một áo thôi ạ. Chị nào lấy 01 cứ comment là 01 để em chuẩn bị qua mã 02 nha các chị nhá. Đây. 69.000. Đồ các chị đi mua ở đâu cái giá áo đẹp như thế này 69.000 đấy ạ. Đây ạ. 69.000 một áo nhá. 69.000 một áo. Rất là đẹp luôn. Em cũng đã ủ mi một cái để em lấy rồi. Chị Thủy Nguyễn đi đâu rồi, chị tên gì? Em tên là Thúy nhá. Em tên là Thúy ạ. Chị Thủy Nguyễn đang thay mã 02 ạ. Đây là mã 01 nhá. Mã 01, chị nào lấy 01 thì comment là 01 để em chuẩn bị qua mã 02 cho các chị nhá. Mã 02 cũng một cái áo rất là yêu, một cái áo rất là điệu luôn, rất là đẹp luôn. Các chị ơi, các chị mới vào xem các chị cứ chia sẻ livestream nhá. Các chị ơi, các chị mới vào xem thì các chị cứ chia sẻ livestream để nhận quà nhá. Cứ chia sẻ livestream nhận quà nhá. Ai chia sẻ livestream thì sẽ được tặng quà. Cứ chia sẻ livestream là được tặng quà nhá các chị nhá. Cứ chia sẻ livestream là được tặng quà này. Rồi, bây giờ em sẽ qua mẫu 02 cho các chị nhá. Bây giờ em sẽ qua mẫu 02 này. Bây giờ mình sẽ qua mẫu 02 mọi người nhá. Đây ạ. Mã 02 là một chiếc áo lệch vai rất là xinh mọi người nhá. Mọi người mặc được hai kiểu mọi người nhá. Mọi người có thể mặc lệch vai cũng được và mặc kéo vai lên được mọi người nhá. Đây ạ, rất là xinh này. Vai hình đá mọi người nhá. Đây là vai hình đá rất là xinh này mọi người ơi. Cái này có hai họa tiết mọi người nhá. Họa tiết bông hoa và họa tiết hình mũ rất là yêu này, áo đính đá rất là đẹp này, áo này một giá là 100k mọi người nhá. Giá là 100k này mọi người ơi. Hàng rất là xinh luôn. Cảm ơn bạn Hương Linh nhá. Đấy mọi người có mặc hai kiểu rồi nhá. Mọi người có thể che lên này. Đó. Hoặc mọi người có thể mặc lệch vai rất là điệu luôn mọi người nhá. Ai lấy mã đây mọi người comment là 02 kèm theo số điện thoại giúp mình nhá. 02 kèm theo số điện thoại ạ. Áo này giá là 100k mọi người nhá. Giá 100k mọi người nha. Rất là xinh luôn mọi người nhá. Áo này là 65 cân đổ về mặc vừa mọi người nha. 65 cân đổ về mặc vừa, hàng co giãn này mọi người ơi, hàng co giãn này. Đính đá rất là xinh luôn nhá. Đá đính rất là chặt luôn này, mọi người quay mới là thoải mái, không hề bị bay, không bị bị bay mọi người nhá. Chị Nguyễn Giang ơi, tầm 10 giờ mình sẽ kết thúc mọi người nhá. 10 rưỡi mình sẽ kết thúc live ạ. Cảm ơn chị Nguyễn Lan ạ. Đó, bạn nào mà lấy áo này mọi người comment là 02 kèm theo số điện thoại giúp mình nhá. Áo này hiện tại là có hai mẫu mọi người nhá. Đây ạ. Một là hình hoa của em mặc này và hình hai là hình chất nó rất là xinh này. Đính đá mọi người nhá, hàng đính đá. Đó, thế nào lấy áo này mọi người comment là 02 kèm theo số điện thoại của em ạ. 100k một chiếc ạ. Rất là xinh luôn, hàng co giãn mọi người nhá, hàng co giãn mặc rất là dễ luôn. Chị Hồng Tuyết ơi, màu đen rất là xinh nhá, có màu đen rồi chị ạ. Ok chị Hồng Tuyết này. Chị Hồng Tuyết ơi, để lại cho em số điện thoại chị nhá. Để lại cho em số điện thoại đi ạ. Ai chốt 02 mọi người điền 02 kèm theo số điện thoại cho em ạ. Rất là xinh luôn mọi người nhá. Em lấy em mẫu này nhé. Ok chị Kiều Tú nhá. Chị Kiều Tú ơi, chị cho em xin số điện thoại đi ạ. Những bạn nào lấy hàng mọi người comment mã kèm theo số điện thoại cho em nhá. 02 kèm theo số điện thoại cho em để ngày mai em chốt hàng mọi người nhá. 100k mọi người nhá. Đây này, ở tay mình đá mọi người nhá. Mình đính gần để mọi người coi này. Tay đính đá rất là xinh này và ở vai đính đá mọi người nhá. Ở đằng trước ngực cũng đính đá mọi người nhá. Rất là xinh luôn. Hàng co giãn mọi người ơi, hàng co giãn luôn nha mọi người nhá. Mặc rất là dễ luôn nha mọi người ơi. Hàng rất là mịn và rất là đẹp luôn. Ai mà không lấy mẫu này thì quá là tiếc luôn mọi người nhá. Rất là xinh này, mặc được hai kiểu mọi người nhá. Mọi người có thể để lên đây này. Đấy, để lên đây rất là xinh này, vai lên rất là xinh này, hoặc là mọi người kéo lên như này cũng rất là xinh, rất là yêu mọi người nhá. Có ai điệu thì mặc như thế này, còn ai muốn kín đáo thì mặc như thế này mọi người nhá. Rất là xinh luôn, hàng Quảng Châu mọi người nhá. Màu đen mình không mặc được. À thế à chị Hồng Tuyết, ở đây có một màu đen cho chị nhá. Chị Kiều Tú ơi, chị lấy thì chị để lại cho em số điện thoại đi ạ. Ai lấy thì kể lại số điện thoại giúp mình nha. Đó, có hai kiểu mọi người nhá. Một là hình nón rất là xinh này, hai là hình hoa mọi người nhá. Còn một áo như này nữa, như là dài tay mọi người nhá. Đó, đây là mã 02 là áo cổng tay này. Áo cổng tay khoét vai rất là xinh này. Đó, thế nào lấy thì mọi người comment số điện thoại giúp em đi ạ. Bạn Diều Thú comment số điện thoại giúp mình nhá. Để ngày mai nhân viên mình chốt đơn mọi người nhá. Các chế cứ vẫn tiếp tục chia sẻ bài giúp mình nhá. Ai chia sẻ bài vẫn được quà mọi người nhá. Đó, bây giờ mình sẽ qua mã 03 mọi người nhá. Mã 03 là một chiếc áo kẻ sọc trắng rất là xinh mọi người ơi. Ok chị Hoa Vương ạ, đây là sau chị nhá. À sau đây ạ. Đằng sau rất là xinh mọi người ơi. 65 cân đổ về mặc vừa mọi người nhá. Đó, mặc rất là yêu luôn. Ai mà không lấy mã này thì quá là tiếc luôn mọi người nhá.
Cái mã này em chỉ còn một vài cái thôi, mọi người nhanh tay comment nhé. Mọi người nhanh tay đặt hàng cho em nhé. Quá là xinh luôn, ai mà không lấy thì tiếc luôn mọi người nhé. 02 kèm theo số điện thoại của em ạ. Đây, có hai chiếc này mọi người ơi. Tay đính đá và vai đính đá mọi người nhé. Hàng co giãn này, mặc rất là dễ luôn, 65 cân đổ về mặc vừa mọi người nhé. Co giãn thoải mái luôn mọi người nhé. Hoa rất là xinh luôn này mọi người ơi. Đó, thế nào mà lấy mọi người comment giúp em ạ. Không ai kèm theo số điện thoại giúp em ạ. Hàng Quảng Châu mọi người nhé. Bên mình là nhập hàng trực tiếp tại Quảng Châu và không mở shop nên là hàng rất là rẻ luôn mọi người nhé. Ở ngoài các shop đang bán áo này thì giá là 250.000, bên em đang sale còn có 100.000 thôi ạ. Quá rẻ quá đẹp luôn. Mẫu này đẹp nhưng màu đen không mặc được, tiếc quá. Ồ, tiếc quá chị Hồng Tuyết ạ. Đó, thế nào lấy thì mọi người comment là 02 kèm theo số điện thoại cho em nhé mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ qua mẫu 02 mọi người nhé. Rồi, bây giờ thì em sẽ qua mẫu 03 nha các chị nhá. Bây giờ em sẽ qua mẫu 03 này các chị này. Màu đen dễ kết hợp nhất mà không mặc được à chị Tuyết? Màu đen là màu dễ kết hợp nhất rồi mà. Rồi, bây giờ thì em sẽ qua mẫu 03 nha các chị nhá. Hiện tại em mặc mã 03 là một cái áo len cổ cao 3 phân các chị nhá. Hiện tại em mặc mã 03 này là một chiếc áo len kẻ cổ 3 phân mọi người nhá. Tay dài đấy ạ. Tay dài nhá, để phục vụ cho mùa đông nha các chị đây ạ. Rất là đẹp này. Hiện tại là em đang mix với một cái chiếc chân váy nhá. Mix vào với chiếc chân váy đây các chị này. Buông ra cũng rất là đẹp này các chị này. Buông ra cũng rất là đẹp nhá. Không dám bỏ một giây. Không dám bỏ một giây. Đây nhá các chị nhá. Đây ạ. Buông ra cũng rất là đẹp này các chị này. Buông ra cũng rất là đẹp nhá. Các chị cắm thùng rất là đẹp. Cái này các chị mix về vest hoặc là các chị mix về áo dạ rất là ok luôn các chị nhá. Hiện tại đây là mã 03 có giá là 69.000 này các chị này. 03 có giá là 69.000 một áo thôi các chị nhá. 69.000 một áo thôi mà chiếc len rất là dày dặn. Một chiếc len rất là đẹp và rất là dày dặn nha mọi người nhá. 03 69.000 nhá. Đây ạ. Mọi người có nhìn thấy gần chất không? Mọi người có nhìn thấy chất không ạ? Chất rất là đẹp luôn này. Chất rất là đẹp nhá các chị nhá. Đây ạ. Không hề bị vai, không hề bị xù vải gì đâu ạ. Chân váy bò thì em không bán đâu ạ. Chân váy bò hiện tại em không bán chân váy bò như chị Thảo nhá. Hiện tại em bán áo thôi ạ. Hiện tại em bán áo thôi các chị nhá. Các chị đóng thùng hay là các chị vuông ra cũng rất là đẹp này. Đây ạ. Cái áo kẻ này mặc cũng rất là tôn dáng và rất là sáng da nha mọi người nhá. 69.000 một áo thôi các chị nhá. Không có ai bán rẻ như nhà Thủy Nguyễn đâu. Em làm ạ, các chị luôn đấy ạ. Bao giá thị trường cho các chị luôn. 69.000 một áo, quá rẻ, quá là rẻ luôn. 69.000 một áo, chị nào lấy 03 thì comment là 03 và để lại số điện thoại đi ạ. 69.000 một áo, quá rẻ luôn ạ. Một chiếc chất áo rất là đẹp này mọi người này. 69.000 thôi. 03 nhá, đây ạ. Mọi người có thể nhìn thấy đằng sau không ạ, rất là đẹp. Buông ha, hay là đóng thùng cũng rất là đẹp nha mọi người nhá. Các chị buông hay là các chị đóng thùng đều rất là đẹp luôn. Các chị nào mới vào xem thì các chị cứ chia sẻ để nhận quà nhá. Các chị nào mới vào xem thì các chị cứ chia sẻ để nhận quà nhá. 03 này các chị này, 69.000 một áo đấy ạ. 03 này chỉ có mua kèm một sáng thôi đúng không chị? 03 đấy các chị nhá, chị nào lấy 03 thì comment là 03 đi ạ. 187 người đang xem mà không ai nói gì. Em cũng không hiểu vì sao mà khách bom chị ạ. Không hiểu sao mà khách bom. Đặt sang mồm mà chị. Gọi điện không nghe máy chị ạ, không hiểu sao mà khách bom. Bom thì tiếc, em thì có thể tiếc cho khách thôi. Tại vì sản phẩm bên nhà em đảm bảo cho các chị luôn. Đảm bảo cho các chị luôn là hàng rất là rẻ và rất là đẹp luôn. Không phải là hàng rẻ mà chất xấu đâu mọi người nhá. Mọi người cứ nhận sản phẩm rồi mọi người cảm nhận đi ạ. Vừa rẻ vừa đẹp luôn nhá. Vừa rẻ vừa đẹp, mọi người có thể nhìn thấy gân vải không? Rất là đẹp đây này. Đây nhá, mọi người nhìn thấy chất vải bên nhà em không? Rất là đẹp này. Rất là đẹp luôn. Đây là mã 03 nhá. Không chị nào thích 03 thì bây giờ em sẽ qua mẫu 01 cho các chị nhá. Không chị nào thích 03 hiện tại thì bây giờ em sẽ qua mẫu 01 cho các chị nhá. Rồi, sẽ qua mẫu 01 đấy ạ. Bây giờ em sẽ qua mẫu 04 mọi người nhá. Mẫu 04 là một chiếc áo dài tay và đính đá mọi người nhá. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Hoa nha. Chất đẹp lắm, cảm ơn bạn Nguyễn Hoa. Cảm ơn bạn Thành Nguyễn nhá. Em nhận được hàng rồi, chất đẹp lắm. Ok, cảm ơn bạn Thúy Lê nha, cảm ơn các bạn ạ. Mã 03 là một chiếc áo dài tay mọi người nhá. Áo dài tay, áo đính đá dài tay mọi người nhá. Ok, bạn Trận Bàng này. Bạn Trần Bàng ơi, mã 01 các bạn kèm theo số điện thoại giúp mình nhá.
Ok bạn Hoàng Huỳnh này, mã 03, ok cảm ơn bạn này. Đây là mã 03 mọi người nhá, mã 03 là mã mình đã rất là xinh luôn nhá. Ok bạn chúc em mình chiếc inbox mọi người nhá. Quá là xinh luôn mọi người ơi, mã 03 giá là 100k mọi người nhá. Hàng mình đã rất là xinh này. Cái mã 02 với lại áo cộc tay thì có thể là không hợp với thời tiết này lắm, nhưng cái áo về tay này là rất là phù hợp với thời tiết hiện nay mọi người nhá. Quá là xinh luôn. Cảm ơn bạn Tính Ni nha. Màu đen sang ngay, cảm ơn bạn Thanh Văn Thành nha. Quá là xinh luôn này. Đó, ai lấy mã 03? Đây là mã 04 nhỉ? Đây là mã 04 mọi người nhá. Ai mà lấy 04 mọi người comment là 04 kèm theo số điện thoại giúp em đi ạ. Cảm ok bạn Lily nha. Chào bạn Ngân Thúy nha. Đây là mã 04, ai mà lấy mã 04 mọi người comment là 04 kèm theo số điện thoại giúp mình nha. Quá là xinh luôn, hàng Quảng Châu mọi người nhá, rất là xinh luôn. Ở các shop đang bán áo này với giá là 250.000, bên em đang sale còn 250 mọi người nhá. Quá là xinh luôn. Chế nào mà không thích để lỗ vai mọi người có thể kéo lên mọi người nhá. Có thể kéo lên này này, rất là xinh luôn này. Mặc vào cái này rất là ấm luôn mọi người nhá. Ok bạn Nguyễn Văn Thành nha. Các bạn lấy 04 mọi người comment 04 kèm theo số điện thoại giúp mình nhá mọi người nhá. Ngày mai nhân viên em sẽ chốt hàng ạ. Quá là xinh luôn mọi người ơi. 65 cân đổ về mặc vừa mọi người nhá. 65 cân đổ về mặc vừa này, quá là xinh luôn. Chế nào có chia sẻ bài vẫn có quà nhá mọi người nhá. Mọi người nhanh lên chia sẻ bài giúp mình nhá. Chỉ cần chia sẻ bài là sẽ có quà mọi người nhá. Đó, quá là xinh luôn. Hàng co giãn mọi người nhá. Hàng co giãn này mọi người ơi. Hàng co giãn nhá, mặc rất là dễ luôn. 65 cân đổ về mặc vừa mọi người nhá. 65 cân đổ về mặc vừa. Chế nào lấy thì mọi người comment là 04 kèm theo số điện thoại giúp mình nha. Quá là xinh luôn hàng này. Hàng mình đá rất là đẹp luôn này. Ở qua này mình đá mọi người nhá. Và ở tay mình đá mọi người nhá. Mình đứng gần mọi người xem chiếc vải này. Hàng co giãn này mặc rất là dễ chịu luôn. Mọi người mà không lấy thì rất là tiếc mọi người nhá. Em bao chất bao rẻ luôn mọi người nhá. Quá đẹp luôn này, 100k quá là xinh, quá là rẻ luôn. Đó. Chế nào lấy thì comment cho mình là 04 kèm theo số điện thoại giúp mình nha mọi người nhá. Quá là xinh luôn này. Hàng co giãn mọi người nhá. Mặc rất là dễ mặc luôn. Đó. Chất vải rất là mịn mọi người nhé, cực kỳ mịn luôn này. Quá mịn luôn. Vừa xinh và đẹp luôn mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ qua mẫu 05 mọi người nhé. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu 05 nhé các chị nhá. Qua mẫu 05 ạ. 05 là một chiếc áo cổ tim rất là yêu luôn. Hiện tại em đang qua mẫu 05 nha các chị nhá. Mã 05, một chiếc áo len cổ tim, một áo cộc cổ tim rất là đẹp mọi người này. Áo cổ tim nhá, áo cổ tim rất là sang và rất là đẹp luôn. Hiện tại em đang mặc mã 05 này. Chị nào lấy 05 thì comment là 05 nhá. 05 đồng giá là 69.000 thôi ạ. 69.000 một chiếc áo cổ tim cộc kẻ đen trắng rất là đẹp này mọi người này. Rất là đẹp luôn nhá, 69.000 một áo thôi ạ. Đây là mã 05 nhá. Chị nào lấy 05 thì comment là 05 đi ạ. Cái này mà các chị mix về áo dạ này, các chị mix về áo vest cũng rất là đẹp nhá. Các chị mix về quần jean cũng rất là đẹp này. Nhưng cái áo như này các chị mix với quần jean, sau đó các chị phối một chiếc đôi, một đôi giày thể thao cũng rất là nhìn rất là khỏe khoắn và rất là đẹp nhá. Thảo ơi, nhà chị không có áo 2 dây đâu, tại vì bây giờ sang mùa đông rồi mà không mặc áo 2 dây đâu em ạ. Nếu mà có áo 2 dây thì chị sẽ tặng nhé Thảo nhá. Nhưng mà nhà chị không có áo 2 dây. Vì hiện tại bây giờ là đang thời tiết mùa đông rồi, nhà chị chỉ bán đa số là hàng len thôi em nhá. Hàng len và áo phao và đồ bộ thôi em ạ. Hiện tại em đang mặc má 05. Chị nào lấy 05 thì comment là 05 nhá. 69.000 một áo rất là đẹp luôn. 69.000 một áo nhá các chị nhá. Không năm này, không năm có giá là 69.000 đâu các chị nhá. Các chị nhìn thấy đằng sau không ạ? Đằng sau rất là đẹp này, rất là đẹp luôn. Chị Bảo An ơi, chị lấy 05 chị comment là 05 và để lại số điện thoại cho em nhá. Các chị lưu ý này, 05 chị nào lấy 05 thì các chị comment cả số điện thoại nhá. Comment cả số điện thoại để em chốt hàng nhá mọi người nhá. Comment cả số điện thoại bên nhà em mới chốt được hàng nhá. 69.000 ạ. 69.000, xong rồi ủng hộ đẹp. Ok, có với chị Bảo Trâm nhỉ. Ngô Lan ơi, 05 chị để lại số điện thoại đi ạ. 05 chị để lại số điện thoại nhá. Mọi người ơi, mọi người lấy 05 mọi người lưu ý này, mọi người phải để lại số điện thoại thì bên nhà em mới chốt hàng được cho mọi người nhá. Mọi người nhớ để lại số điện thoại thì bên nhà em mới chốt hàng được cho mọi người nhá. Hoặc là mọi người có thể qua Messenger nhắn tin cho em ạ. Hoặc là mọi người có thể chốt hàng qua Messenger nhá. Nhưng mà nhanh nhất thì mọi người có thể để lại số điện thoại để em chốt hàng nhá. 05 chị nào lấy 05 thì comment là 05 và để lại số điện thoại. Mọi người lưu ý này, mọi người nhớ này.
các chị lấy mã 05 thì các chị phải để lại số điện thoại thì bên nhà em mới chốt hàng được nhá. Hiện tại em đang mặc mã 05 này có giá là 69.000 một áo thôi, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nhá, áo cổ tim rất là đẹp luôn ạ. Áo cổ tim rất là đẹp luôn nhá các chị nhá. Áo cổ tim rất là đẹp luôn này. 05 có giá 69.000 dành cho các chị nào chia sẻ livestream rồi nhá. Các chị nhớ chia sẻ livestream này, nhớ chia sẻ livestream ạ. Dành cho các chị nào chia sẻ livestream này nhá, 05 69.000 một áo thôi ạ. Em xin miếng nước nào. 05 nha các chị nhá, 05 ạ. Chị Hồng Minh ơi, chị lấy 05 chị để lại số điện thoại giúp em nha chị Hồng Minh nhá. Chị Hồng Minh lấy 05 thì để lại số điện thoại giúp em với ạ. Không năm nhé các chị nhá, chị nào lấy 05 thì comment là 05 đi ạ. Rồi bây giờ không chị nào lấy 05 em sẽ qua mẫu 06 luôn các chị nhá, sẽ qua mẫu 06 luôn ạ. Bây giờ mình sẽ qua mẫu 06 mọi người nhá, mẫu 06 đi ạ. Mẫu 06 là một cái áo màu đen rất là xinh luôn. Thế nào mà hơi bé một chút thì mặc quá là đẹp luôn mọi người nhá. Cổ tin là rất là xinh này. Áo này là áo chất len mọi người nhá. Chất len dày dặn rất là tốt này. Rất là thích này mọi người. Hàng co giãn mọi người nhá. Hàng co giãn này. Nên mặc rất là dễ luôn mọi người nhá. 65 cân đổ về mặc vừa mọi người nhá. Đó, thế nào mà lấy mọi người comment là 06 kèm theo số điện thoại giúp mình nha mọi người nhá. 06 kèm theo số điện thoại ạ. 65k quá là rẻ luôn. Mình bao rẻ bao đẹp luôn mọi người nhá. Hàng quá đẹp luôn này. Quá đẹp mà giá quá rẻ luôn nhé, 69k này quá là rẻ luôn. Thế nào đấy mọi người comment là 06 kèm theo số điện thoại của mình nha mọi người nha. Quá là xinh luôn. Hàng này hàng chất đẹp mọi người nhé, bao đẹp luôn mọi người ơi. Hàng len mọi người nhé, quá là xinh luôn này. Có tem mác đồng hoàng mọi người nhé, đây là mác này ạ. Hàng Quảng Châu mọi người nhé, hàng Quảng Châu này. Đầy đủ tem mác mọi người nhé. Thế nào đấy thì mọi người comment là 06 kèm theo số điện thoại của mình mọi người nha. Quá là xinh luôn. Hàng co giãn mọi người nhé, hàng Quảng Châu. Cái áo này bên ngoài đang bán với giá là 220, mình đang sale là còn 69k đó mọi người nhá. Chỉ còn 69k đó mọi người ạ. Mọi người không lấy là tiếc lắm luôn mọi người nhá. Hàng to giãn lên mọi người ơi. 65k đổ về mặc vừa này, hàng này hàng Quảng Châu mọi người nhá. Quá là xinh luôn. Bên mình bán giá đồng giá 69k rồi nhé, lên đồng giá 69k này quá là xinh luôn mọi người nhá. Đó, thế nào lấy thì comment cho em là 06 kèm theo số điện thoại giúp mình nha mọi người nhá. Chị Hồng Minh ơi, chị lấy 05 mọi người comment 05 cho em nhá. 05 kèm số điện thoại giúp mình ạ. Ok bạn Thúy Thúy nhá. Ok Thúy Thúy này, để Thúy Thúy 06 cho Thúy Thúy một cái này. Quá đẹp luôn, toàn đầy đủ tên mát mọi người nhá. Mình đứng gần thì mọi người coi chiếc vải này. Chiếc vải rất là mịn mọi người nhá, rất là mịn luôn. Hàng co giãn này. 65 cân đổ về mặc vừa mọi người nhá. Rất đẹp lắm luôn á mọi người nhá. Mọi người mà không lấy thì rất là tiếc này, rất là đẹp luôn. Đẹp mà giá quá rẻ luôn mọi người nhá, còn 69k luôn mọi người ơi. Còn 69k đấy ạ, quá là xinh luôn. Một lát nữa mình sẽ qua mã 07 cũng là một chiếc áo len mọi người nhá, cũng là áo len ạ. Chiếc áo len này. Xong rồi. Đó, 69k này quá rẻ luôn, quá rẻ quá đẹp luôn mọi người nhá. Mình bao rẻ bao đẹp toàn quốc luôn mọi người nhá. Không lấy lạc thì quá luôn mọi người ơi. Rất là xinh này. Co giãn hàng co giãn 65 cân đổ về mặc vừa mọi người nhá mọi người ơi. Quá là xinh luôn. Các chị ơi, các chị chia sẻ bài giúp mình nhé. Chỉ cần chia sẻ bài là có quà mọi người nhá. Chỉ cần chia sẻ bài là có quà này. Đó, các chị chia sẻ bài đi ạ. Chỉ cần chia sẻ bài là có quà mọi người nhá. Đó, một lần nữa mình sẽ qua một cái chiếc mã 07 là một chiếc áo len dài nhá. Cảm ơn bạn Trường Bolero nha. Chị Nhật Châu ơi, giá là 69k nhá. Giá 69k mọi người ơi, đồng giá 69k. Mã 07 là một chiếc áo len màu nâu rất là xinh mọi người nhá. Cảm ơn bạn Nhật Châu nha. Áo đẹp quá, cảm ơn bạn. Đó, thế nào mà hơi bé một chút thì mặc áo này quá là xinh luôn. Ok bạn Nhật Châu nhé, một lát nữa mẫu mình sẽ qua một mã 07 rất là xinh. Một áo len dài tay màu nâu rất là yêu luôn. Đó, thế nào mà thích áo này mọi người comment là 06 kèm theo số điện thoại giúp mình nha mọi người nha. 06 kèm theo số điện thoại này.
Một lát nữa mình sẽ qua một mã 07 là một chiếc áo dài tay màu nâu rất là xinh. Đó, chính là lấy mã này mọi người comment là 07 kèm thứ hạng giúp mình nhé. Bây giờ mình sẽ qua mã 07 mọi người nhé. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu 07 nhá, 07 nhá các chị nhá. 07 là một chiếc áo len. Đây là hiện tại là em mặc mã 07 này. 07 là một chiếc áo len, một áo len có chiếc eo đây rất là đẹp này mọi người này. Chiếc eo đây rất là đẹp nhá, đây ạ. Rất là đẹp luôn. Đây là mã 07 nhá các chị nhá. 07 có giá là 69.000 thôi ạ. Một chiếc áo len kiểu cách rất là đẹp các chị này. Cái áo len này hôm nay cái áo len này hôm nay nhà em dọn kho nên là có bị sót một cái áo màu nâu nhá, chỉ còn một cái duy nhất thôi các chị nhá. Chỉ còn một cái duy nhất thôi ạ. Rồi ok chị Liên Trần nhá, thì chị inbox cho em nhá. Mã 07 ok chị nhá, ok nhá. Đây ạ. 69.000 nhá chị nhá, 69.000 một áo thôi ạ. Cái đây hiện tại nhà em chỉ có một hay hai chiếc ấy, hôm nay dọn kho, hôm nay nhà em dọn kho là thấy một hai chiếc nhá, chỉ còn sót một hai chiếc này. Mọi người ơi, mọi người lấy 07 thì mọi người nhớ comment mã và để lại số điện thoại nhá. Mọi người nhớ comment mã và để lại số điện thoại cho em đi ạ. Đây chị ơi, chất đây ạ. Em sẽ đứng gần cho chị xem chất nhá. Không biết ở ngoài em thề với các chị luôn là màu nó đẹp hơn. Ở ngoài màu nâu nhìn nó đẹp hơn nhá các chị nhá. Đây, mọi người nhìn thấy chất không? Mọi người mua hàng bên nhà em thì em yên tâm nhá. Mọi người mua hàng bên nhà em thì mọi người yên tâm ạ. Em sẽ bao chất, bao giá cho các chị luôn. Bao chất, bao giá cho các chị luôn nhá. Các chị mua một lần sau đó các lần sau các chị lại quay lại với nhà em luôn. Đây nhá, chất đây ạ. Chất đây nhá, không bị hề xù. Không bị xù hay là không bị nhão vải đâu mọi người nhá. Đây là mã 07 này, chị nào lấy mã 07 thì comment là 07 nhá. 07 này chỉ còn 1-2 chiếc. Chỉ còn 1-2 chiếc là hết hàng này. Chị nào để lại số điện thoại trước ngày mai em gọi. Chị nào chốt trước thì em sẽ để lại cho chị ý nhá. 07, 69.000 một áo đây ạ. 69.000 một áo nhá các chị nhá. Chị nào lấy 07 thì comment là 07 đi ạ. Chị ơi, chắc là 1-2 hôm nữa chị nhận được hàng nha chị Vi Vân nhá. 1-2 hôm nữa là em nhận chị nhận được hàng đấy ạ. Hàng của các chị hôm nay là nhà em đã chốt hàng và nhà em đã gửi hết cho các chị rồi nhá. Nhà em đã phát nhanh hết cho các chị rồi ạ. 1-2 hôm nữa là các chị nhận được hàng đấy ạ. 1-2 hôm nữa là các chị nhận được hàng nhá. Còn hiện tại đây là mã 07 này. Còn hiện tại em đang mặc mã 07 mọi người nhá. Hiện tại em đang mặc mã 07 có giá là 69.000 một áo thôi và chỉ còn 1-2 chiếc nữa là hết hàng này. Nãy giờ em cũng thấy các chị mới chị đặt nhưng mà chưa để lại số điện thoại nhá. Nãy giờ em thấy các mới chị đặt nhưng mà không để lại số điện thoại. Chị nào để lại số điện thoại thì em sẽ chốt hàng cho chị ý trước nhá. Mã 07 hiện tại thì em chỉ còn 1-2 chiếc nữa là hết hàng nên là chị nào để lại số điện thoại trước thì em sẽ chốt hàng cho chị ý trước nhá. Và ngày mai thì em gọi chốt hàng này, chị nào chốt trước thì em sẽ để lại nhá các chị nhá. Hàng chất lắm. Rồi ok, nãy giờ rất nhận được rất là nhiều phản hồi của các chị luôn. Nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của các chị luôn đấy ạ. Mọi người đấy ạ, mọi người thấy không ạ? Mã 07 này, mã 07 nhá, 07 có giá là 69.000 một áo thôi. 69.000 một áo bao chất cho các chị luôn, bao chất bao đẹp luôn, màu quá đẹp luôn. Màu nâu tây nha các chị nhá, màu nâu tây rất là đẹp luôn. Gửi hàng lâu vậy chị Lan Hà chưa nhận được hàng ạ? Chị Lan Hà ơi, chắc là ngày mai hoặc ngày kia là chị nhận được hàng đấy ạ. Chắc là ngày mai hoặc ngày kia chị nhận được hàng nhá. Ngày mai mà chị chưa nhận được hàng thì chị có thể liên lạc lại với em để em liên lạc lại về bên bưu điện nhá. Chất đẹp. Cảm ơn chị Nguyễn Vân ạ, chất đẹp. Nãy giờ em thấy các chị phản hồi rất là tích cực cho bên em. Em cảm ơn các chị rất nhiều nhá. Cảm ơn các chị rất là nhiều luôn ạ. Còn hiện tại em đang mặc mã 07 nhá. 07, 69.000 một áo đây các chị này. 69.000 một áo. Chỉ còn 1-2 chiếc nữa là hết hàng nên chị nào đặt hàng trước ngày mai thì em gọi chốt trước thì em sẽ chốt cho chị ý nhá. Ok nhá chị Kim Anh nhá. Cho mình xem thêm đi. Ok. Ok nhá, một lát nữa nhà em sẽ qua mã 08 luôn các chị nhá. Chị Kim Anh nhá. Một lát nữa nhà em sẽ qua mẫu 08 luôn chị nhá. Một lát nữa sẽ qua mẫu 08 luôn đây ạ. Đây là mã 07 này, còn hiện tại em đang mặc mã 07 một chiếc áo len kiểu cách rất là đẹp này. Mọi người nhìn thấy không? Một chiếc áo len kiểu cách rất là đẹp luôn nhá. Cái này các chị mix mặc với quần legging thì sẽ đẹp hơn đấy ạ. Các chị mặc với quần legging sau đó các chị mix với một chiếc đôi giày cao một chút thì rất là đẹp luôn nhá. Rất là đẹp luôn. Nó có điểm nhấn ở eo này mọi người nhìn thấy không ạ? Nó có điểm nhấn điểm chiết ở eo này rất là đẹp luôn nhá. 07 nhá, chị nào lấy 07 thì comment là 07 để em chuẩn bị qua mã 08 đấy ạ. Rồi bây giờ em sẽ qua mã 08 cho các chị nhá. Bây giờ em sẽ qua mẫu 08 luôn đấy ạ.
Mà ông Tám là một chiếc áo thổ cẩm rất là xinh mọi người nhá. Áo len thổ cẩm quá là xinh luôn mọi người ơi. Có 69k luôn mọi người nhá. Quá là rẻ, quá là đẹp luôn. Mình bao chất bao rẻ luôn mọi người nhá. Quá là xinh luôn này. 69k áo thổ cẩm mọi người nhá. Thế nào mà lấy áo thổ cẩm thì mọi người comment là 08 kèm theo số điện thoại giúp mình nhá. Chốt xong khi nào? Hay inbox địa chỉ cho shop ạ. Nguyễn Ngân ơi, bọn chốt hàng bọn inbox địa chỉ cho mình hoặc là ngày mai mình sẽ gọi điện cho bạn để lấy địa chỉ mọi người nhá. Bạn Minh Châu ơi, giá là 69k mọi người nhá. Áo len đồng giá là 69k mọi người nha. Quá là xinh luôn này, áo thổ cẩm nhé. Váy áo len thổ cẩm này quá là xinh luôn mà giá 69k đó mọi người nhá. Cực kỳ rẻ và cực kỳ đẹp luôn mình mọi người nhá. Mình bao chất bao đẹp luôn mọi người nhá. Ở ngoài các shop đồng bào là áo này với giá là 190k, bên mình đang sale là còn có 69k luôn mọi người nha. Chế nào mà lấy mọi người comment là 08 kèm theo số điện thoại giúp mình nha. Hàng co giãn mặc rất là dễ này. Hàng co giãn mặc rất là dễ và thoải mái luôn mọi người nhé. Mọi người làm việc thì cực kỳ thoải mái luôn. Ấm mà thoải mái rất là hợp với thời tiết bây giờ mọi người nhé. Hàng co giãn này 65cân đổ về mặc vừa mọi người nhé. Ở bên ngoài đang bán cái áo này thì giá là 190k, bên em đang sale là còn 69k luôn mọi người nhé. Đó, chế nào lấy mọi người comment là 08 kèm theo số điện thoại giúp mình mọi người nhé. Đấy mình đứng gần cho mọi người coi này. Cổ là cổ tròn mọi người nhé. Cổ tròn viền đen mọi người nhé. Tay tay bo đen mọi người nhé. Rất là xinh luôn này. Và hàng co giãn mọi người nhé. Đó là một chiếc thổ cẩm rất là xinh này. Ở đuôi cũng bo mọi người nhé. Hàng co giãn rất là đẹp này. Việt Việt đẹp lắm. Ô, cảm ơn bạn Việt Việt nha. Đó. Chế nào đấy mọi người comment là 08 kèm theo số điện thoại giúp mình mọi người nhé. Đó chế nào đấy thì mọi người comment giúp mình nha. Áo rất là đẹp, rất là xinh luôn mọi người nhá. Quá đẹp, quá xinh luôn này. Chế nào mà không lấy thì tiếc lắm luôn này. Quá đẹp, quá rẻ luôn. Mình cam đoan là không bên nào bán rẻ ở bên mình đi ạ. 69k quá là rẻ luôn. Bên mình nhập hàng chính thức tại Quảng Châu và không mở cửa hàng nên giá rất là rẻ luôn. Không có nhân viên là cực kỳ rẻ luôn mọi người nhá. Còn 69k là mọi người ơi, quá là xinh, quá là rẻ luôn này. Chế nào lấy mọi người comment là 08 giúp mình nhá. 08 kèm theo số loại giúp mình nha. Hàng chất đẹp lắm. Cảm ơn bạn cậu cả nha. Đây là mã 08 này. Mọi người comment là 08 kèm theo số loại giúp mình nhá. Quá là đẹp luôn này mọi người ơi. Quá xinh, quá đẹp luôn. Ok, chào bạn Thắng Nguyễn nha. Bên hôm nay mình sẽ bán áo len đồng giá là 69k này. Quá là đẹp, quá là xinh luôn này mọi người ơi. Bên ngoài đang bán giá là 190k, bên mình đang sale là còn 69k luôn mọi người nhé. Quá là đẹp, quá là xinh luôn này. Chế nào lấy mọi người comment là 08 kèm theo số điện thoại giúp mình nhé. Rất là xinh. Áo len thổ cẩm này. Em muốn lấy xỉ. Bạn ơi, bạn nhật xỉ thì bạn có thể nhắn tin vào Messenger cho mình nha mọi bạn nhé. Đó, một lát nữa mình sẽ qua một cái áo len dài tay rất là xinh, màu trắng đỏ rất là xinh này, áo kẻ trắng đỏ rất là xinh mọi người nhá. Đó, đây là mã 08 này mọi người nhá. Mã 08 ạ, 69k, quá là đẹp, quá là rẻ luôn mọi người nhá. Thế nào lấy mọi người comment là 08 kèm theo số đoạn giúp mình mọi người nhá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua mẫu 09 mọi người nhá. Thôi, ấy đi. Cái này xin mời. Dạ. Đây là mã bao nhiêu đây chị? 09. Chào chị Lan Chi nhá. Hiện tại em đang học mã 09 này các chị này. Hiện tại em đã qua mã 09 các chị nhá. Hiện tại em đã qua mã 09, không chỉ có giá là đồng giá. Hôm nay áo len đồng giá nhà em 69.000 các chị nhá. Hôm nay áo len nhà em đồng giá 69.000 thôi các chị ạ. Đây ạ, hiện tại em đang mặc một cái áo len kẻ đỏ. Một cái áo len kẻ to đỏ rất là đẹp này mọi người này. Một áo len kẻ to đẹp. Một áo len kẻ to đỏ rất là đẹp luôn. 69.000 một áo. 69.000 một áo thôi các chị ạ. 69.000 quá rẻ là quá là đẹp. Quá rẻ và quá đẹp luôn. 69.000 nhá. Đây là mã 09. Chị nào lấy 09 thì comment là 09 đi ạ. Chị nào lấy 09 thì comment là 09 giúp em nhá. 09 kèm số điện thoại nha mọi người nhá, để ngày mai em sẽ còn những chốt hàng cho các chị ạ. Em chào chị Mai Loan nhá, chào chị Mai Loan ạ. 09 thôi các chị nhá, rất là đẹp và rất là rẻ luôn. Rất là đẹp và rất là rẻ luôn. Cái này các chị mix với cái gì cũng đẹp nhá.
áo kẻ thì rất là dễ mặc rồi đúng không ạ? Màu đỏ này mặc rất là sáng da này các chị này, các chị rất là dễ mix đồ luôn nhá. Có mấy màu đấy ạ, có cả màu xanh này mọi người này. Không chỉ nhà em hiện tại có cả màu xanh đây nhá mọi người nhá. Đây ạ, hiện tại có cả màu xanh nhá. Đây ạ, hiện tại em đang mặc màu kẻ đỏ nhá, có cả màu xanh đây ạ, có cả màu xanh đây nhá chị nhá. Không chỉ có cả màu xanh nhá mọi người nhá, hiện tại em mặc kẻ đỏ này. 09, chị nào lấy 09 thì comment là 09 nhá. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream giúp em đi ạ. Mọi người nhớ chia sẻ livestream để mua áo giá rẻ nhá. Mua áo giá 69.000. Áo kẻ đỏ là 69.000 các chị nhá. Chị nào lấy 09 thì comment là 09 đi ạ. 69.000 một áo thôi ạ. Này. Chị nào lấy 09 thì comment là 09 đi ạ. Đây nhá, không chỉ có kẻ xanh này mọi người này, không chỉ có kẻ xanh đây nhá. Có các kẻ xanh này ạ, rất là đẹp luôn. 69.000 một áo thôi các chị nhá, 69.000 một áo quá rẻ quá đẹp luôn. Các chị có thể nhìn thấy chất của nó không ạ? Các chị có thể nhìn thấy chất len bên nhà em nhá. Các chị có thể nhìn thấy chất len bên nhà em này. Các chị nhìn rõ chất len bên nhà em nhá, chất len đảm bảo cho các chị luôn nhá. Bao chất cho các chị luôn, đảm bảo bao chất các chị luôn nhá. Đây ạ, chất này mà các chị cho vào máy giặt quay ấy cũng không bị xù vải, không bị gì đâu ạ. Hai bao hôm thì chị nhận được hàng nhá, chị ở Mỹ Huỳnh nhá. Hai bao hôm thì chị nhận được hàng nhá, hai bao hôm thì chị nhận được hàng. 09, chị Kỳ Hà ơi, chị lấy 09 thì chị có mail cả đến số điện thoại cho em nhá. Chị là Lê, em ship hàng rồi nhá. Ai chốt hàng ngày hôm qua là ngày hôm nay nhà em đã đi hết hàng rồi chị nhá. Tốt ơi đẹp lắm, ủng hộ nè. Rồi em cảm ơn phản hồi của chị Khánh Vy nhá. Chị Trần Phương ơi, mọi người lưu ý này. Mọi người ơi, mọi người lưu ý. Mọi người đặt mã 09 thì mọi người phải comment cả kèm số điện thoại thì bên nhà em mới chốt được hàng nhá. Mọi người ơi, mọi người lấy mã 09 thì mọi người phải để lại cả số điện thoại thì bên nhà em mai, ngày mai bên nhà em mới chốt được hàng cho mọi người nhá. Mọi người lưu ý đây, mọi người phải để lại số điện thoại nữa nha mọi người nhá. Em chào chị Hồng Bích ạ, em chào chị Hồng Bích nhá. Đây ạ, hiện tại mã không chỉ có hai màu nhá, màu đỏ và màu xanh, mọi người nhìn thấy không ạ? Hai màu dễ kết hợp quần áo nhá, mặc lên rất là sáng da. Áo len đồng giá 69.000 nhá chị nhá. Áo len đồng giá 69.000 một áo nữa các chị này, rất là đẹp này. Đây nhá, hiện tại em đang mix với một chiếc chân váy này, chân váy bò. Áo len kẻ rất là đẹp, các chị mix với áo nào cũng được nhá, các chị mix với chân váy hoặc là các chị mix với quần jean cũng rất là đẹp nhá. 69.000, đồng giá 69.000 nhá các chị nhá, đồng giá 69.000. Có hai màu này, kẻ xanh và kẻ đỏ này, chị nào lấy thì comment số điện thoại và để lại số... comment mã số và để lại số điện thoại cho em nhá. Comment mã số và để lại số điện thoại ạ. 69.000 một áo thôi ạ. 07 nhá các chị nhá, 07 69.000 một áo, chị nào lấy 07 thì comment là 07 đi ạ. Rất là rẻ và rất là đẹp luôn. Chị nào mà không để lại số điện thoại ngày mai thì em sẽ không chốt hàng được đâu nhá chị nhá. Không để lại số điện thoại ngày mai là sẽ không chốt hàng được đâu ạ. Rồi bây giờ nhé, em sẽ chuẩn bị qua mã 10 cho các chị nhá. Chuẩn bị qua mã 10 cho các chị này. Rồi chị để qua mã 10 cho mọi người đi. Đây mã 10. Mọi người bây giờ mình sẽ chuẩn bị qua mã 10 mọi người nhá. Mã 10 là một chiếc áo. Là một chiếc áo cổ cao rất là xinh mọi người nhá. Quá là xinh luôn mọi người ơi. Áo len cổ cao này, quá là xinh luôn mọi người nhá. Nhìn giúp mình coi này. Mặc áo này quá là ấm luôn mọi người nhá. Tay là tay bo đen rất là xinh này mọi người ơi. Đây là mã bao nhiêu nhỉ? 11 này. Đây là mã 10 mọi người nhá, 69k, quá là rẻ luôn mọi người nha. Đã 69k nha, cực kỳ rẻ. Rất là mịn luôn nhá, chất vải cực kỳ mịn luôn này. Thế nào mà không lấy cái này, tiếc lắm luôn này. Quá xinh, quá rẻ luôn này. Cổ cao rất là ấm luôn mọi người nhá. Cổ cao này rất là ấm này. Tay bo mọi người nhá. Hàng rất là mịn luôn, mặc vào rất là thích luôn mọi người nhá. Rất là ấm và rất là thích luôn. Thế nào lấy mã này thì mọi người comment giúp mình là 10 kèm theo số điện thoại giúp mình nhá. Quá đẹp, quá rẻ luôn này. Có 69k mọi người nhá.
Đó, thế nào đấy mọi người comment là 10 kèm thêm số lượng cho mình nhá. Thứ là mọi chị còn nóng quá, mặc áo này rất là nóng rồi. Ấm lắm luôn mọi người ơi, cực kỳ ấm luôn. Ok bạn Thanh Huyền nha. Ai xe là có quà nhá, chỉ cần xe là có quyền quà này. Chị ở nước ngoài nhưng số điện thoại của chị để ở lên của anh chị. Ok chị nhá. Bạn ơi giá là 69k mọi người nhá, đồng giá 69k mọi người nha. Hàng áo lên quá là đẹp luôn. Tối đấy. Mấy nhít máy tính chứ thế. 69k rẻ chứ mọi người ơi, quá đẹp quá rẻ luôn, hàng rất là dày dặn mọi người nhá. Mặc vào rất là ấm luôn. Mọi người có để vest mesh cùng vest luôn, rất là đẹp luôn này. Hàng kẻ này quá xinh luôn, thế nào đấy mọi người comment là 10 kèm số lượng giúp mình nhá. Quá xinh quá đẹp luôn này. 69k quá rẻ luôn. Mình bao chất bao đẹp luôn mọi người nhá. Mình đã ghim giá rồi mọi người, nhìn thấy ghim không ạ? Mình đã ghim là giá đồng giá 69k mọi người nhá. Quá đẹp quá xinh luôn mọi người ơi, 69k áo len quá là xinh luôn, mặc rất là ấm luôn mọi người nhá. Thời tiết này mặc cái áo này là quá là hợp luôn này. Đó, thế nào lấy áo này mọi người comment là 10 kèm theo số điện mình nhá. Vẫn chưa ghim được à? Chưa ghim của chị vẫn. Ok, bây giờ mình ghim lại nhá. Bây giờ mình sẽ ghim lại mọi người nhá. Một lát nữa mình chơi game mọi người nhá. Mọi người chơi game không ạ? Rồi, ok, bây giờ mình chơi game nhá. Mọi người chơi game gì nào? Game bài nhá. Hoặc là chị bài ở dưới. Mọi người ơi, mọi người chơi game bài nhá. Chỉ cần đoán đúng phân bài là có quà mọi người nhá. Bây giờ giải lao một chút, mình sẽ chơi game này. Hồng tuyết kim rồi mà. Mọi người nhìn thấy kim đúng không? Bây giờ mình thay đổi không khí một chút, mình sẽ chơi game mọi người nhá. Bây giờ mình bốc một quân này, mọi người chỉ cần comment đúng quân là sẽ có quà mọi người nhá. Chỉ cần comment đúng quân là sẽ có quà luôn mọi người nhá. Đó, mọi người comment đi ạ. Đây là một quân bài này, mọi người comment đi ạ. Comment số và kèm comment chất để nhận được quà mọi người nhá. Chỉ cần đoán đúng là có quà mọi người nha. Hãy chia sẻ bài để nhận được quà nhá. Và phần quà sẽ là một cái áo len mình đang mặc nha mọi người nhá. Là một áo len, một trong những bộ áo len là mình đã mặc vừa nãy mọi người nhá. Các chị comment đi ạ. Chỉ cần đoán đúng quân bài là sẽ được tặng một trong những mã mình vừa mới mặc mọi người nhá. Hai dô chưa đúng mọi người nha, hai dô chưa đúng ạ. Hai dô chưa đúng, sáu chưa đúng các chị nhá. Các chị comment cả số và cả chất lên cho em nhá. Comment cả số và chất cho em ạ. Phần quà sẽ là một trong những áo len mà mình vừa với mặc mẫu mọi người nhá. Mọi người thích mã nào thì mọi người inbox cho mình mã đấy để mình tặng nhá mọi người nhá. Hai cơ chưa đúng này, hai dô chưa đúng này. Ba cơ chưa đúng nhá, ba dô chưa đúng ạ. Đó, mọi người chỉ cần comment đúng là sẽ có quà mọi người nhá. 10 chưa đúng này, 5 rô chưa đúng này. Mọi người hãy comment cả chất lên mọi người nhá. 5 cơ chưa đúng, 6 rô chưa đúng mọi người nhá. 7 cơ gần đúng rồi mọi người ơi. 6 tô chưa đúng nha, 7 rô chưa đúng ạ. 6 rô chưa đúng mọi người ơi. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài đi ạ. Hãy chia sẻ bài giúp mình nha. 10 tép chưa đúng nha. Để nhận được quà mọi người hãy làm 3 bước mọi người nhé. Làm đủ 3 bước có quà mọi người nhé. Chia sẻ bài ở chế độ công khai 3 lần cá nhân 3 lần nhóm này. Và nhấn theo dõi Facebook Thủy Nguyễn và đoán đúng là có quà mọi người nhé. 7 cơ chưa đúng nhé, 9 rô chưa đúng, 10 rô chưa đúng nha. 10 rô chưa đúng mọi người ơi, 8 cơ chưa đúng này, 8 cơ chưa đúng này. 10 rô chưa đúng nhá. 6 cơ chưa đúng này. Quy rô gần đúng rồi này. 9 cơ gần đúng rồi mọi người ơi. Thuyết là chị công thức mới. 10 bích chưa đúng ạ, 9 cơ chưa đúng mọi người ơi, cố lên mọi người ơi. Di cơ chưa đúng này. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài đi ạ. Lên 250 lượt coi mình sẽ gợi ý mọi người nhá. Lên 250 lượt coi mình sẽ gợi ý này. Bây giờ đang hiện tại là 200 lượt coi và mỗi người chỉ cần nhấn thêm một nút chia sẻ thôi là được 250 mọi người nhá. Lên 250 mình sẽ chia sẻ, mình sẽ gợi ý mọi người nhá. 10 cơ chưa đúng, 10 cơ chưa đúng này, 9 cơ chưa đúng, 10 cơ chưa đúng mọi người ơi. Thuyết chị cũng mất. Di tép gần đúng rồi này, 6 cơ gần đúng rồi này. Gần đúng rồi mọi người ơi. 10 rô chưa đúng nhá. Ca rô chưa đúng mọi người ơi.
lên 200 lượt view mình sẽ gợi ý mọi người nhá. Quy cơ chưa đúng, 5 cơ chưa đúng này. Bây giờ đang là 210 lượt xem rồi, chỉ cần mỗi người chỉ cần nhấn thêm một nút chia sẻ thôi là lên 250 lượt xem nhá. Lên 250 mình sẽ gợi ý mọi người nhá. Ca cơ chưa đúng này, 2 tép chưa đúng. 10 dô chưa đúng mọi người ơi, 10 dô chưa đúng, 8 tép chưa đúng này. 3 tép chưa đúng. 10 bích chưa đúng này. 4 tép chưa đúng, 9 tép vẫn chưa đúng mọi người nhá. Mọi người cố lên mọi người ơi, di dô chưa đúng. Già chuồn là con gì nhỉ? Già chuồn là con gì đây? 10 tép chưa đúng, 18 tép chưa đúng này. Di dô chưa đúng này, 9 bích chưa đúng mọi người nhá. 9 tép chưa đúng. 10 tép chưa đúng mọi người ơi. Mọi người chỉ cần nhấn chia sẻ 3 lần, lên trang cá nhân 3 lần nhóm, nhấn theo dõi Facebook Thủy Nguyễn và đoán đúng quân bài sẽ có quà mọi người nhá. Quà sẽ là một trong những bộ quần áo mà mình vừa mới thay mẫu mọi người nhá. Di cơ chưa đúng, 7 tép chưa đúng, át dô chưa đúng này mọi người ơi. Mọi người cố lên nha, ca cơ chưa đúng. Lên 200 lượt view mình sẽ gợi ý mọi người nhá. Lên 200 mình sẽ gợi ý này. Mọi người cố lên nào mọi người ơi. Át cơ chưa đúng này, những bạn nào mới vào mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp mình nhá. Chia sẻ bài để có quà mọi người nhá. Át tép chưa đúng này. Di bích chưa đúng này, di cơ chưa đúng này. Lên 200 lượt coi mình sẽ gợi ý mọi người nhá. Lên 200 lượt coi mình sẽ gợi ý này. Át bích chưa đúng này. Át bích chưa đúng nhá. Đó, chỉ cần chia sẻ bài và bấm đúng quân bài là sẽ có quà mọi người nhá. Áp tép chưa đúng, 4 bích chưa đúng này. Áp chuồn chưa đúng nhá. Bảy bích chưa đúng này. Quy tép chưa đúng mọi người nhá. Lên 200 đi ạ, lên 200 này mình sẽ gợi ý nhé. Bây giờ đang là 190 rồi. Lên 200 mình gợi ý này, bây giờ mình sẽ gợi ý mọi người nhá. Quân bài này nhỏ hơn 10 nhá. Nhỏ hơn 10 và lớn hơn 4 mọi người nhá. Nhỏ hơn 10 và lớn hơn 4. Nhỏ hơn 10 và lớn hơn 4 mọi người nhá. 9 rô chưa đúng này, ca bích chưa đúng. Mọi người ơi, quân bài này mình gợi ý là nhỏ hơn 10 và lớn hơn 4 mọi người nhá. Nhỏ hơn 10 và lớn hơn 4 ạ. Quy bích chưa đúng nhá, quy tép chưa đúng. Nhỏ hơn 10 mọi người nhá, nhỏ hơn 10 và lớn hơn 4 nhá. Quy cơ chưa đúng nhá, 5 cơ chưa đúng. Già cơ là bao nhiêu nhỉ? Không biết. Gì? Già cơ. 5 rô chưa đúng này, quân bài này sẽ nhỏ hơn 10 và lớn hơn 4 mọi người nhá. 8 rô chưa đúng này, 6 cơ chưa đúng, 6 rô chưa đúng mọi người ơi. 8 cơ đúng rồi nhá, Hoài Dũng có quà nhá. Hình như Hoài Dũng không có quà rồi đúng không? Hôm nay lại có quà tiếp. Rồi, Hoài Dũng quá là may mắn luôn nhá. Chị Hoài Dũng vào nhá. Okay. Hoài Dũng này không có quà rồi, hôm nay có quà tiếp. 8 cơ này mọi người ơi, 8 cơ này. Rồi, ok, Hoài Dũng nhắn tin địa chỉ và số điện thoại cho mình nhá, để mình gửi quà nhá. Chúc mừng bạn Hoài Dũng. Bạn Hoài Dũng ơi, tí nữa bạn Hoài Dũng nhắn tin qua Messenger cho em nhá. Rồi, ok, mình chơi một trò tiếp theo nhé mọi người nhá. Chơi trò tiếp đi. Lại quân bài tiếp nhá. Mọi người còn pen nhiều mà cho nó xong nào. Đây, quân bài này mọi người, đoán đúng quân bài này sẽ có quà nhá. Chia sẻ bài và đoán đúng quân bài là có quà nhá mọi người nhá. Chia sẻ đi ạ. Chị Nguyễn Thị ơi, tại vì rất là nhiều comment nên là em sẽ tính theo. Nó sẽ bị ẩn nhá, rất là nhiều comment có thể là bị ẩn này. Nên là em sẽ tính theo máy chủ của bên em nhá. Mọi người ơi, chơi mini game này em sẽ tính theo máy chủ bên em nhá. Tại vì rất là nhiều comment sẽ bị ẩn, bọn em sẽ không đọc được này. Nên bọn em sẽ tính theo bên máy chủ nhá các chị nhá. Em sẽ tính theo bên máy chủ này. 6 bích chưa đúng nhá. 6 bích chưa đúng lên 200 người xem em sẽ gợi ý cho mọi người. Lên 200 người xem em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. 2 rô chưa đúng đâu ạ. 2 rô chưa đúng nhá mọi người nhá. 2 rô chưa đúng, 4 rô chưa đúng đâu ạ. Chưa đúng nhá các chị nhá. 4 rô cũng chưa đúng đâu ạ. 6 bích chưa đúng nhá, 6 bích chưa đúng ạ. Mọi người nhanh tay đi ạ, mọi người cố lên nào, cố lên nào. 6 bích chưa đúng. Anh Hoài Dũng vẫn muốn đoán à, chị Hoài Dũng vẫn muốn đoán à. Hồng Tuyết là 6 rô chưa đúng đâu ạ, 7 cơ chưa đúng nhá. 6 bích chưa đúng, 6 cơ chưa đúng, 7 cơ chưa đúng nhá. Lên 200 lượt view mình sẽ gợi ý mọi người nhá. Bạn Hoài Dũng rất là may mắn, hôm qua nhận được quà rồi, hôm nay lại nhận được quà tiếp này. Quá may mắn luôn. Mọi người ơi, chuồn là cái gì mà mọi người comment nhiều vậy nhở? Em không biết chuồn là gì luôn ý ạ. Ca cơ chưa đúng nhá. Đầm bích là gì ạ?
Mọi người phải comment rõ vào để em mới biết được nhá mọi người nhá. 5 bích chưa đúng nhá, 5 bích chưa đúng. Hello chị Ninh Bùi, Z bích chưa đúng đâu ạ, Z bích cũng chưa đúng nhá. Kazo chưa đúng đâu ạ. Mọi người chia sẻ lên 200 lượt xem đi ạ. Mọi người chia sẻ lên 200 lượt xem em sẽ gợi ý nhá. Mọi người chỉ cần chia sẻ lên 200 lượt xem em sẽ gợi ý này. Chia sẻ lên 200 lượt xem em sẽ gợi ý nhá. Lên 200 lượt xem sẽ gợi ý ạ. Kate chưa đúng nhá, Kate chưa đúng đâu ạ. Kaker chưa đúng, Hiệp Ly ơi, Kaker chưa đúng ạ. Adker chưa đúng, Barker chưa đúng luôn ạ. Chưa ai đoán đúng, Advic chưa đúng. 176 người xem rồi. 24 người nữa em sẽ gợi ý một chat lại thụt rồi, 168. Lên 200 người xem em sẽ gợi ý nhá. Mọi người chia sẻ lên 200 người xem đi ạ. Lên 200 người xem em sẽ gợi ý nhá. Mọi người là gì ấy? Em không biết, hai bích chưa đúng ạ, 5 rô chưa đúng nhá, hai cơ cũng chưa đúng đâu ạ, hai cơ cũng chưa đúng nhá các chị nhá, hai cơ cũng chưa đúng ạ, 7 cơ chưa đúng, 5 tép chưa đúng các chị nhá, 8 cơ chưa đúng ạ. Mọi người chia sẻ lên 200 người xem đi, lên 200 người xem để gợi ý để nhận quà luôn này, lên 200 người xem để gợi ý để nhận quà luôn này, 3 rô chưa đúng nhá, di cơ chưa đúng ạ, 4 bích chưa đúng ạ. 4 bích chưa đúng nhá, 8 cơ cũng chưa đúng đâu ạ, 8 cơ chưa đúng, 4 chuồn chưa đúng, 4 chuồn là món gì em không biết, ca cơ chưa đúng, di cơ chưa đúng. Mọi người ơi, chia sẻ lên gần 200 rồi này, lên 200 người xem em sẽ gợi ý đảm bảo mọi người đoán cải là trúng luôn. Lên 200 người xem này, em gợi ý một phát là mọi người đoán đúng luôn này. Advic chưa đúng chị Hoài Dũng nhá, 6 tết chưa đúng chị Huệ ơi, 6 tết chưa đúng ạ. Z bích chưa đúng chị Lê Trần ơi, 7 tết chưa đúng chị Huệ ạ, 6 tết chưa đúng nhá. Chưa ai đoán đúng, lên 200 người xem để gợi ý này, lên 200 người xem để gợi ý này. 6 cơ chưa đúng, 8 bích chưa đúng ạ, Z tép chưa đúng nhá mọi người nhá, Z tép chưa đúng đâu ạ. 5 rô cũng chưa đúng ạ, 8 rô chưa đúng nhá mọi người nhá. Q tép chưa đúng nhá, 4 tép chưa đúng ạ. Chưa ai đoán đúng. Lên 200 lượt view mình gợi ý nhá. Cà bích là gì? Cà bích à? Ác cơ chưa đúng này, già chuồn chưa đúng, 9 rô chưa đúng, lên 200 lượt view mình gợi ý mọi người nhá. Ác tép chưa đúng ạ. Chưa đúng. Già rô là gì? Ca rô à? Ác cơ chưa đúng đâu mọi người ơi. Già cơ là ca rô là chưa đúng mọi người nhá. Ca cơ chưa đúng nhá mọi người nhá. 8 bích không đúng ạ, 8 cơ chưa đúng, 3 tép chưa đúng mọi người nhá, 7 bích chưa đúng này, 3 cơ chưa đúng, 5 cơ vẫn chưa đúng này, 9 rô chưa đúng mọi người nhá. Lên 200 view mình sẽ gợi ý mọi người nhá. Ca rô chưa đúng này, đầm cơ là cái gì hả bán? Di cơ đúng rồi nhé mọi người nhá. Trần Ngọc Quyến, ai đó là di rô nhỉ, di cơ nhỉ. Di cơ đúng rồi nhé, chị Nguyễn Huệ này. Đó, di cơ đúng rồi này. Mình xem lại này. Chị Nguyễn Thị Huệ trả lời đúng rồi chị nhá. Nguyễn Huệ đúng rồi này. Có người đúng rồi mọi người nhá. Rồi, ok, chị Nguyễn Thị Huệ nhắn tin lại chị số điện thoại giúp em nhá. Để em gửi quà cho chị nhá. Rồi, ok, bây giờ mình phát like mọi người nhá. Chế nào mà nhận được quà hôm nay mọi người chụp ảnh cuối like cho mình nhá. Chụp ảnh cuối like để nhận được quà mọi người nhá. Chế nào mà đã có quà trong này thì mọi người lưu ý là làm đủ 3 bước, đó là thứ nhất là chia sẻ livestream, bước 2 là nhấn lên Facebook, bước 3 là chụp ảnh cuối like mọi người nhá. Rồi xin chào mọi người nhá.